Kính chào các bạn, hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về nội dung và cách sử dụng giáo trình trên trang web lớphoc.lamketoan.vn. Sau khi các bạn được cấp quyền truy cập vào giáo trình trực tuyến bằng tên đăng nhập và mật khẩu, các bạn sẽ click vào góc bên phải có chữ đăng nhập và các bạn đăng nhập vào. Sau đó chúng ta vào khóa học của tôi. Ở đây các bạn học xây dựng thì chúng ta sẽ chọn thực hành kế toán xây dựng. Và giáo trình sẽ mở ra cho chúng ta các buổi học về kế toán xây dựng. Bên ngoài có các mô tả để giúp cho học viên hiểu được những nội dung cơ bản và những chứng từ liên quan trong quá trình hạch toán khi giáo viên hướng dẫn. Ví dụ đối với tài liệu kế toán buổi 4 có các số hóa đơn mua vào và số hóa đơn bán ra. Nếu như cuối cùng chúng ta hạch toán xong muốn đối chiếu lại xem chúng ta đã hạch toán đúng hay chưa thì các bạn có thể nhấn vào Ctrl F, chúng ta tìm kiếm số hóa đơn. Ví dụ ở đây các bạn muốn kiểm tra số hóa đơn 450, các bạn hạch toán lên phần mềm MISA đúng số tiền và tiền thuế chưa thì các bạn nên nhấn Ctrl F và chúng ta điền số hóa đơn 450, nhấn Enter. Trong quá trình duyệt sẽ bôi vàng cho các bạn số hóa đơn mà các bạn cần tìm. Nó nằm ở trong buổi 4 thì chúng ta sẽ click vào buổi 4 và nhấn vào xem nội dung. Các bạn nhấn vào chữ 0. Ở đây chúng ta muốn tìm hóa đơn số 450 thì trên trình đơn sẽ có mô tả hóa đơn mua vào 450 và từ đó các bạn sẽ kiểm tra xem các bạn nhập hàng toán tổng tiền hàng, tiền thuế, tổng thanh toán đã đúng hay chưa. Nếu sai thì các bạn sẽ phải click vào sửa lại cho đúng. Đối với nội dung của từng buổi thì cơ bản sẽ có các chứng từ. Ở đây là các chứng từ thực tế của một công ty xây dựng, xây lắp mà công ty chúng tôi đang làm việc. Những nội dung cơ bản của khóa học kế toán xây dựng như sau. Thứ nhất là hướng dẫn cài đặt phần mềm. Giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt các phần mềm liên quan trong quá trình học tập. Ví dụ như là phần mềm kế toán MISA, phần mềm Interviewer hoặc phần mềm Skype hoặc Zalo cài trên máy tính. Thứ hai là đối với số dư đầu kỳ, công ty đang hoạt động thì sẽ có số dư cuối kỳ trước và chuyển sang đầu kỳ sau. Nếu như chúng ta không hạch toán số dư đầu kỳ thì các số liệu trong kỳ và cuối kỳ sẽ bị sai, do đó sẽ phải có số dư đầu kỳ. Tiếp theo là đến các chứng từ phát sinh trong kỳ, ví dụ như quỹ, phiếu thu, phiếu chi, ngân hàng bao gồm ủy nhiệm chi và giấy báo có, hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra, bảng thanh toán tiền lương, bảo hiểm, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, giấy nộp tiền các loại thuế như thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế vãng lai, cách kê khai, báo cáo các loại thuế và cách tập hợp chi phí tính giá thành lên báo cáo tài chính và cách in sổ sách cuối năm. Ngoài ra, trong khóa học thì giáo viên sẽ bổ sung cho các bạn về hồ sơ lương nhân công để chứng minh được tiền lương nhân công của công nhân là hợp lý. Cuối kỳ sẽ là báo cáo tài chính và cách sắp xếp lại hóa đơn chứng từ. Giáo viên hướng dẫn các bạn là giáo viên đang đi làm thực tế ở trong công ty xây dựng nên sẽ có kinh nghiệm để hướng dẫn cho các bạn cách sắp xếp hóa đơn chứng từ sao cho hợp lý hợp lệ để khi chúng ta tìm kiếm hoặc theo dõi và kiểm tra được thuận tiện hơn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về nội dung cụ thể của một buổi để các bạn có thể xem và tham khảo. Ở đây tôi sẽ cho các bạn xem về cái tài liệu kế toán buổi 4, chính là các hóa đơn chứng từ trong kỳ phát sinh. Các bạn nhấn vào xem nội dung. Trình duyệt hỏi bạn có muốn mở lại trang vừa thoát ra hay không? Tôi sẽ nhấn vào không. Ở đây có rất nhiều các hóa đơn chứng từ để cho các bạn hạch toán. Nếu muốn chuyển sang chứng từ khác thì các bạn có thể nhấn vào trình đơn và chúng ta sẽ click chuột đến những cái chứng từ mà các bạn cần xem. Đây là hóa đơn bán hàng, ở đây là hóa đơn mua vào. Các chứng từ như ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, nó hơi mờ, hơi nhỏ và các bạn có thể zoom in lên để chúng ta xem cho rõ. Phiếu xuất kho vật tư ra để thi công các công trình, rồi giấy thanh toán tạm ứng khi mà công ty chúng ta mua hàng hóa bằng tiền tạm ứng. Trong mỗi buổi học thì có rất nhiều hóa đơn chứng từ để chúng ta có thể xem. Và để xem các buổi tiếp theo thì các bạn có thể chuyển tới
các biểu khác, ví dụ như là 75. Và ở dưới mỗi hóa đơn chứng từ thì sẽ có một video bổ trợ cho các bạn trong quá trình các bạn học. Nếu như quên thì các bạn có thể mở ra nghe lại, nghe xong thì các bạn có thể click vào chữ đóng, quay về bố cục giáo trình kế toán xây dựng, các bạn sẽ click vào xây dựng 2017. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn về nội dung bố cục của kế toán xây dựng cũng như là cách sử dụng giáo trình khi chúng ta vào xem các buổi, xem các chứng từ để tính toán. Chúc các bạn